anh chàng này thật đen đủi. Anh ấy đang trên chiếc máy bay này đang gặp nạn. Trong cơn hoảng loạn, cơ trưởng đưa cho anh ta một chiếc phao cứu sinh. Ông ấy nói với anh đừng lo lắng, máy bay chỉ hơi trông chênh chút thôi. Nhưng anh ta nhìn thấy cơ trưởng trong khoang máy bay đang không ngừng kêu cứu. Anh ta lúc đó mới hiểu ra rằng máy bay sắp rơi rồi. Anh ta chỉ có thể nhìn thấy máy bay cách mặt nước biển ngày một gần hơn. Máy bay đã lập tức đâm thẳng xuống biển, nước biển tràn ngập vào khoang máy bay, suýt chút nữa là bị dìm chết rồi. Anh ta vội vàng mở phao cứu sinh ra, dựa vào sức nổi ngoi lên phía trên. Nhưng khi vừa lên được một nửa, đầu dây thừng lại bị kẹt chặt rồi. Anh ta dùng sức giật đứt dây thừng, cuối cùng cũng nổi được lên mặt nước, vẫn chưa kịp thở. Ngay lúc này động cơ máy bay đã phát nổ, anh ta lại bị chìm xuống nước. Cuối cùng anh cũng trèo được lên phao cứu sinh, nhưng những con sóng lớn lại ập đến. Anh ta chỉ có thể nắm chắc chiếc phao cứu sinh, liên tiếp bị sóng đánh vào. Anh ấy bị trôi giạt suốt một đêm. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, anh nhận ra mình đang trên một hòn đảo hoang. Đã được một ngày trôi qua, anh lấy lại bình tĩnh, lấy ra một chiếc máy điện thoại, xem có thể liên lạc được không. Nhưng phát hiện chiếc máy hỏng mất rồi. Anh ta lấy ra chiếc đồng hồ xem thời gian, nhưng kim đồng hồ không hoạt động, vậy là coi như xong đời rồi. Anh ấy tên Chuck Nolan, anh ta là chủ của một công ty chuyển phát nhanh. Hôm qua còn đang ở công ty trách mắng công nhân và cùng người vợ hẹn hò, ngày hôm nay anh ta lại lạc ra đảo hoang. Anh ta đi xung quanh đảo, ở đây hoàn toàn không có người sống, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. Anh ta vẽ ký hiệu kêu cứu lên bãi cát, sau đó dựng tạm một chiếc lều. Thời gian một ngày đã trôi qua, ký hiệu kêu cứu mà anh vẽ có vẻ quá bé, đội tìm kiếm không thể thấy được. Thế là anh lấy thêm các khúc gỗ tạo ký hiệu cầu cứu to hơn. Bên bờ biển nhặt được rất nhiều các thùng hàng. Anh ta là người rất có nguyên tắc, anh phân tích kỹ từng loại hàng một, cho dù là trong tình trạng hiện tại anh ta vẫn sẽ làm tốt. Đột nhiên anh nghe được tiếng động phía trước, anh ta từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm về phía trước, trong lòng nghĩ liệu có thứ giữ trong đảo không. Trong đầu anh ta tưởng tượng ra các cảnh tượng, đột nhiên có thứ gì rơi xuống đất, suýt chút nữa là rơi trúng anh ta. Hóa ra là một quả dừa. Chắc bắt đầu suy nghĩ, vấn đề đầu tiên là giải quyết việc thiếu nước uống. Anh nhặt về rất nhiều dừa, bên trong sẽ có rất nhiều nước, anh tìm cách để có thể lấy nước ra. Anh ta lấy lên một quả dừa, ném chúng thẳng vào tảng đá, nhưng đập thế nào nó cũng không vỡ ra, thậm chí đến đá cũng bị vỡ ra rồi, mãi mới có thể bóc lớp vỏ dừa ra. Cũng không biết nghĩ như thế nào, lại dùng đá đập tiếp, kết quả là làm vỡ toang ra, nước chảy hết ra ngoài. Anh ta lấy ra một quả khác, lần này thông minh hơn, anh đục một lỗ nhỏ bên trên, cuối cùng cũng uống được rồi. Cứ thế thời gian trôi qua đã được vài ngày, anh ta không tìm được chút thức ăn nào, ngày nào cũng chỉ uống nước dừa. Chắc do uống quá nhiều, làm cho bụng anh càng ngày càng khó chịu, đoán rằng anh chắc quá sợ nước dừa rồi. Anh ta nghĩ ra cách tích lại nước xương trên lá. Vào một đêm anh chuẩn bị đi ngoài biển, anh ta phát hiện phía xa kia có một chiếc thuyền đi qua. Anh ấy ra sức kêu cứu, thế nhưng chiếc thuyền không phát hiện ra anh, nó dần dần biến mất. Anh ta muốn tận dụng chiếc phao cứu sinh vượt biển đuổi theo chiếc thuyền, nhưng chưa kịp bắt đầu, anh đã bị những cơn sóng quật đổ, khiến chân bị thương, phao cứu sinh cũng hỏng rồi. Hơn nữa trời còn đổ mưa lớn, anh ta đành phải tránh vào trong một cái hang, toàn thân run lẩy bẩy. Cuối cùng đêm cùng trôi qua, buổi sáng sớm hôm sau, anh ta uống chút nước, nhưng uống xong lại cảm thấy rất đói. Thế là anh bóc gói hàng ra, bên trong là các cuốn băng nhạc, tiếp theo mở ra lại là một quả bóng. Hộp thứ 3 bên trong là giày trượt patin, hộp thứ 4 là một bộ váy. Anh ta hoàn toàn hoang mang, anh ta dùng chiếc giày patin rạch tấm vải ra, sau đó dùng dây giày buộc vết thương ở chân lại, sau đó làm kiên cố lại chiếc lều của mình, dùng chiếc váy làm thành một tấm lưới đánh cá, chờ đợi nửa ngày mới bắt được một con cá bé bằng ngón tay. Anh lập tức ăn luôn con cá đó, ra sức nhai, chắc ngon lắm đây. Lúc này mặt anh cứng đơ lại. Sau đó anh dùng đế giày gót nhọn một cành cây, bắt được một con cua rồi. Sau đó anh bắt đầu mồi lửa, nhưng làm mãi cũng không thành công. Một ngày đã trôi qua, tay của anh đã bắt đầu phồng rộp lên rồi. Anh liền đổi cách khác, kết quả lại làm tay bị thương, anh ta hoàn toàn sụp đổ. Thời gian trôi qua, anh lấy lại tinh thần, lấy quả bóng ra lahu viết máu tạo thành một khuôn mặt, sau đó đặt nó sang một bên, rồi tiếp tục mồi lửa. Khi mệt thì qua phía quả bóng, như vậy cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng anh ấy đã mồi được lửa rồi, vô cùng sung sướng. Anh ta liền nhảy xung quanh đống lửa, bây giờ còn có thể thưởng thức mùi vị thơm ngon của cua, vừa ăn vừa nói chuyện với quả bóng, còn đặt cho nó một cái tên, anh gọi nó là chó con. Cuộc sống mới của anh trên hòn đảo cũng sẽ bắt đầu từ đây. Thế nhưng nhanh chóng, anh ta gặp phải vấn đề nghiêm trọng, đó là bị đau răng, đau đến mức anh không thể ngủ nổi. Anh ta đau muốn phát điên lên, làm sao bây giờ, ở đây lại không có bác sĩ, nếu như không giải quyết chúng, anh cũng không chịu nổi. Anh ta nghĩ ra một cách, chính là tự mình sẽ nhổ chúng đi. Anh ta liền dùng chiếc giày patin kẹp chắc chiếc răng của mình, sau đó lấy ra một viên đá, sẽ nhổ chiếc răng đi. Do dự một hồi lâu, thế là vẫn quyết định đập, răng lúc này bị văng ra, đau quá anh ta cũng bị ngất đi. Thật nhanh, anh ta đã ở trên đảo này 4 năm rồi. Anh ta ngay lúc này hoàn toàn đã là một người rừng, kỹ năng bắt cá rất điêu luyện, đâm một nhát là trúng cá ngay, thậm chí đến ăn thịt sống cũng không còn cảm xúc. Thế nhưng đêm đến anh ta vô cùng nhớ vợ mình. Trong đêm, anh ta nghe thấy tiếng có tiếng động, anh ta bước ra ngoài xem, hóa ra là một tấm sắt. Anh ta dựng tấm sắt lên cát, nhìn nó chằm chằm, không biết đang nghĩ ra cách gì. Có một cơn gió thổi qua, tấm sắt bỗng đỏ sập xuống. Anh ta liền nghĩ ra một cách, có thể rời khỏi đây. Anh sẽ làm một cái bè gỗ, dùng tấm sắt này làm cánh buồm, theo hướng gió thổi, có thể thuận lợi vượt qua con sóng.
người đàn ông đã sống trên đảo hoang này 4 năm, còn bạn của anh ta chính là một quả bóng. Ngày hôm nay anh ta quyết định đốt hết sạch cây dừa, thu thập được rất nhiều gỗ, sau đó bóc hết vỏ cây, dùng chúng đan làm dây quấn, sau đó buộc các khúc gỗ lại với nhau. Vỏ gỗ không đủ, anh liền dùng những cuộn dây băng. Bạn không hề nhìn nhầm đâu, anh ta tự tạo ra một chiếc bè gỗ, nó sẽ vượt qua Thái Bình Dương. Tất cả vỏ cây trên đảo đều bị anh ta bóc sạch rồi. Thế là anh ta trèo lên đỉnh núi, bên cạnh vách núi tìm thấy một đoạn dây thừng. Cuối cùng anh ta đã hoàn thành xong chiếc bè gỗ, bây giờ chỉ cần đợi gió phía đông là có thể xuất phát rồi. Một thời gian dài trôi qua, ngày hôm nay anh ta cuối cùng cũng đợi được có gió đông rồi. Khi chuẩn bị rời đi, anh viết lên phiến đá vài dòng chữ. Chắc Nolan đã sống ở đây hơn 1.500 ngày. Sau khi tích lũy đồ ăn và thức uống, anh ta liền lên thuyền và di chuyển, nhanh chóng trèo chiếc bè gỗ đi, băng qua những cơn sóng kia, rất thuận lợi băng được qua con sóng đầu tiên, sau đó là con sóng thứ hai, thứ ba, thứ bốn, cứ thế vượt qua đến con sóng cuối cùng. Anh ta nhanh chóng mở ra tấm sắt, dựa theo sức gió, chiếc bè qua con sóng to nhất một cách thuận lợi, cũng có nghĩa rằng anh ta không thể quay lại hòn đảo. Anh ta nhìn về phía đảo hoang nơi mình đã sống trong suốt 4 năm qua, không thể không có chút lưu luyến. Thế nhưng suy nghĩ cũng không giải quyết gì. Anh ta lênh đênh trong một thời gian dài trên biển, nhân lúc đó mưa xuống anh vội tích nước mưa lại, đồ ăn hết rồi, anh ta liền bắt cá trên biển. Thế nhưng ngay trong đêm đó, anh gặp phải trận mưa lớn, đến cánh buồm cũng bị gió thổi bay đi mất. Anh ta chỉ có thể ôm chặt quả bóng, trải qua một đêm kinh hoàng. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại phát hiện quả bóng biến mất rồi, khiến anh ta khóc lên. Quả bóng rơi xuống biển, anh ta vội lao xuống biển vớt nó lên. Khi sắp vớt được quả bóng thì dây thừng cũng sắp hết. Một bên là quả bóng là một người bạn, một bên là chiếc bè gỗ. Rốt cuộc nên chọn cái nào? Đây thực sự là câu hỏi khó. Do dự hồi lâu, anh ta phải lựa chọn bỏ quả bóng, quay trở lại chiếc bè. Anh ta lại lênh đênh trên biển một thời gian dài, quả bóng không còn, thức ăn, đồ uống cũng hết. Anh ta đã dần từ bỏ cuộc chiến, anh vất chiếc chèo đi, những ngày cuối cùng chỉ có thể đợi chết thôi. Nhưng đột nhiên có một con tàu băng qua, Chắc cố gắng tỉnh táo lại, bây giờ anh chỉ có thể giơ bàn tay lên. Thật may mắn, người trên thuyền đã phát hiện ra anh ta, Chắc đã được cứu sống. Phía bên kia điện thoại, vợ của anh nhận được một thông tin, nói rằng chúng tôi tìm thấy Chắc. Người vợ nghe xong liền ngất đi, còn Chắc đang ngồi lên máy bay về nhà. Nhân viên nói với anh ta, anh mất tích đã 4 năm, rất nhiều thứ đã thay đổi, anh cần học cách chấp nhận chúng. Thế nhưng anh ta nghe không hiểu gì. Khi anh ta bước vào phòng đón tiếp vô cùng phấn khích, nhưng lại không nhìn thấy vợ anh đâu, lại thấy người chồng hiện tại của vợ mình. Anh bỗng nhiên hiểu ra, những lời mà người nhân viên nói với mình khi ở trên máy bay, lòng anh ta cũng nhẹ nhõm đi. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi, vẫn còn hơn mười mấy phút kịch tính phía sau, tôi sẽ không kể nữa. Thời gian trôi, anh ta thật sự có thể làm thay đổi được rất nhiều người và sự vật, thế nhưng điều duy nhất anh ta không thể làm là thay đổi chính là quá khứ. Bộ phim này thật sự đáng xem, nó nói về nội lực sống vô thường của một con người.